Mình là Lê Hoàng Nguyên, hiện đang là học sinh năm 3 của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Vừa rồi mình vừa đi phỏng vấn visa du học Mỹ về. Thì nói chung là cũng bình thường thôi, cũng lo lắm. Lúc đi vô thì cứ bỏ hết điện thoại đồ ở ngoài, chỉ mang theo cái tờ hồ sơ thôi được. Lúc vào trong á thì nó bắt lấy dấu vân tay đồ, nói chung là tới đó nó chỉ hết, không sao hết. Sau lúc xếp hàng á, mình để vô mấy cái ô trả lời á, thì mình nhìn mặt mấy cái ông đó thôi, với lại cố mà tránh cái ông người tàu ra, tại cũng có người rất nhiều ông lắm. Thì nói chung là chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thôi, học bạ rồi nếu có đi làm thì phải lấy giấy chứng nhận đi làm rồi, rồi thông tin về anh chị em, nói chung là cái gì có liên quan thì lấy hết thông tin đó. Về tính ra thì vô đó chỉ cần nghe rõ nó hỏi cái gì rồi trả lời đúng thôi, tại vì cái người đi trước của mình á, ông hỏi một đường và trả lời một nẻo thì thấy mặt ông khó chịu rồi, không thấy không ổn rồi. Vậy thôi. Thì trước lúc phỏng vấn thì cũng lo, nhưng mà mặt cứ cười cười thôi, không làm được gì hết á, thì cũng cứ cười qua cho chuyện thôi. Nói chung là càng cười nhiều thì nó thấy mình dễ thương cho đi thôi. Vậy đó. Là hồ sơ tên Đại Dương thì nói chung là tốt, tại vì mình thiếu cái gì thì người ta thì bên này sẽ báo cho mình liền. Mấy câu trả lời thì có mấy chị bên tư vấn rồi anh Khôi ở phòng lầu 1 anh chỉ cho hết rồi. Rồi trước khi đi còn được hướng dẫn thêm nữa, hướng dẫn thêm mấy cái câu tư vấn thêm á. Chuẩn bị đi học thì thứ nhất là dì đã từng học bên đó rồi, cho nên dì bảo là nên qua đó học. Cái môi trường với cái giáo dục bên đó nó khác hẳn ở bên này á, với lại mình không muốn học bên này nữa nên muốn qua Mỹ học. Mình có lời khuyên là các bạn nên chuẩn bị đầy đủ cái hồ sơ thông tin mà các bạn cần phải biết. Những câu hỏi trong của Tân Đại Dương đưa ra thì trong đó cũng sẽ có nhiều ý nhỏ nhỏ nữa, cho nên là phải nắm bắt được mấy cái thông tin đó. Rồi lúc mà phỏng vấn thì cứ tự tin thôi, nhìn mặt mấy ông phỏng vấn mà đoán thôi, chứ cũng không biết được ông nào dễ ông nào khó đâu. Cứ trả lời nghe rõ, trả lời to rõ cho bọn họ hiểu là được. Chúc các bạn sẽ nhận được visa của mình.